Thừa nhận có người mới, Bảo Anh bất ngờ chia tay Hồ Quang Hiếu. Phải chăng sau hơn 2 năm yêu nhau, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đã không còn giữ được tình cảm ban đầu dành cho nhau? Mới đây, trên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu, bất ngờ chia sẻ hình ảnh của dòng trạng thái, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, nam ca sĩ cho biết bạn gái Bảo Anh vừa nói lời chia tay anh với lý do cô đã có người khác. Hôm nay vừa chụp xong tấm hình rất tình cảm, bỗng dưng em ấy nói mình chia tay anh nhé, em đã có người mới, sorry anh, Hồ Quang Hiếu viết. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ của cặp đôi Hồ Quang Hiếu Bảo Anh bất ngờ và hoang mang. Tuy nhiên, sau ít giây định thần, nhiều fan đã vỡ òa khi nhớ ra hôm nay là ngày quốc tế nói dối 1 tháng 4 và đặt nghi vấn. Phải chăng đó chỉ là một trò đùa vui nhộn của Bảo Anh dành cho Hồ Quang Hiếu? Bản thân nam ca sĩ cũng tự đặt cho mình câu hỏi tương tự trên trang cá nhân khi viết: không biết em ấy có chơi cá tháng 4 không nhỉ? Dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của Hồ Quang Hiếu hiện đang gây xôn xao dư luận. Chỉ sau ít phút đăng tải, dòng trạng thái của Hồ Quang Hiếu đã nhận được sự đông đảo quan tâm của cư dân mạng. Hơn 10.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt bình luận từ người hâm mộ chia sẻ cùng giọng ca Con Bướm Xuân. Trên trang cá nhân của Bảo Anh, hiện cô chưa có bình luận gì về thông tin chia tay bạn trai. Nữ ca sĩ chỉ đăng tải đôi dòng cảm xúc vu vơ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng lời chia tay được Hồ Quang Hiếu đăng tải chỉ là trò đùa của cặp đôi nhân ngày cá tháng 4. Trước khi công khai tình yêu, cặp đôi nhiều lần bị nghi ngờ cặp kè, song cả hai đều phủ nhận. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật trong các chuyến lưu diễn chung. Bảo Anh cũng từng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người bắt đầu từ 1-2 năm trước, khi cả hai cùng gặp nhau trong những chuyến lưu diễn tại châu Âu. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai có nhiều điểm chung nên dễ đồng cảm cùng nhau. Điểm lại dàn mỹ nhân Việt từng công khai bị chơi ngại ồn ào nhất làng giải trí. Tôi bị chơi xấu bằng đòn âm, có vẻ như không hiếm mỹ nhân trong showbiz Việt từng công khai lên tiếng khẳng định mình bị ngãi vật. Bảo Thy, trong một talk show mới đây, nữ ca sĩ Bảo Thy ấp mở quá khứ bị chơi ngại, dẫn đến việc phải tạm dừng ca hát, lui về ở ẩn một thời gian dài. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2013-2015, cô liên tục gặp trục trặc trong sự nghiệp, chất giọng khi đột khi trong không rõ lý do, thần kinh luôn chập chờn hư ảo. Có những ngày tôi gọi thu âm cho các phòng thu, buổi sáng giọng vẫn rất trong trẻo, nhưng đến khi thu thì tự dưng ho liên tục và giọng rất khàn. Chính anh Dương Khắc Linh và Trang Pháp từng chứng kiến điều đó. Nhưng kỳ lạ, khi về đến nhà thì mọi thứ lại ổn, giọng tôi lại trong trẻo như thường, Bảo Thy kể. Chưa dừng lại ở chuyện mất giọng, khoảng thời gian ở ẩn cũng là lúc thần sắc của Bảo Thy tồi tệ nhất. Cô thường xuyên mắc chứng mất ngủ, thần kinh chập chờn, lơ lửng mông lung. Rất nhiều anh chị trong giới nói, nhìn sắc mặt của tôi rất tối tăm, nhìn mình có vấn đề. Hầu như mỗi ngày giấc ngủ của tôi bắt đầu lúc 3 giờ sáng và tỉnh dậy lúc 9 giờ, 10 giờ sáng. Và giấc ngủ của tôi rất là khó. Đầu óc của tôi hay bị mông lung, nửa ảo nửa thật, chập chờn, không biết mình đang mơ hay đang thật. Có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi mơ nhưng tôi tưởng như sự việc đó mới xảy ra ngày hôm qua, nữ ca sĩ khẳng định. Phương Thanh, năm 2010, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ tiết lộ với báo giới về việc bị chơi ngãi, thậm chí bị ngãi vật đến tê dại thân xác. Đầu tiên là xương bả vai của tôi nhức mỏi liên tục gần một tháng. Tôi ngồi vai cứ rút lại, uống thuốc cũng chẳng đỡ. Sau đó, đầu tôi đau như ai cầm đinh đóng vào, mắt tự dưng mờ và hai tay thông nhau, lúc nào cũng ù ù trong đầu. Ngay trước khi diễn ra mưa xô, tôi thấy vòng một của mình to một cách bất thường và không thể ngủ được vì tức ngực. Có lúc giọng khản đặc không hét được ra hơi, toàn tiếng gió, một nút cao cũng không lên được, Phương Thanh cho biết. Câu chuyện bị chơi ngãi được giọng ca trống vắng phát hiện ra khi đi gặp thầy tìm cách hóa giải. Cho đến năm 2014, cô bất ngờ tố đích danh Đàm Vĩnh Hân dùng bùa ngải hại mình. Bây giờ tôi phải gọi bạn là gì đây? Bằng tên thì không thể, vì không còn thân mật, thảo mai lắm. Tôi không làm được, tôi gọi là Tám Đàm nhé, tôi không kêu là Mr. Đàm đâu. Tôi đã nói thẳng với bạn là tôi biết tôi bị bùa, ngải là do bạn và mẹ bạn chơi tôi. Mà cái này là ném đá giấu tay và không có bằng chứng, nên chơi qua chơi lại là huề. Bạn còn nhớ không? Hơn 6 năm rồi, lúc đó bạn ngồi im lặng. Phương Thanh tố cáo Đàm Vĩnh Hân công khai trên mạng. Và tất nhiên, mối quan hệ giữa hai ngôi sao ca nhạc đình đám đến nay vẫn căng như dây đàn, dường như không bao giờ có thể làm lành được nữa. Lê Thúy, trong một show diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vào năm 2014, người mẫu Lê Thúy bất ngờ chóng mặt, bước chao đảo trên sàn catwalk. Gương mặt biến sắc gần như ngất xỉu, có lời đồn cho rằng trò cưng của Đỗ Mạnh Cường bị ngãi hành, hòng phá hoại thân thể và sự nghiệp.
Tin đồn ấy nhanh chóng được nhiều khán giả tin là thật khi bản thân Lê Thúy và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đều lên tiếng khẳng định bị kẻ xấu chơi xấu bằng đồn âm. Hình ảnh bị ngải hành được chính Lê Thúy công khai trên mạng xã hội khiến người xem phải khiếp sợ. Cô cũng không quên dằn mặt kẻ hại mình: "Tôi đang mở mắt và chờ ngày anh chị bị ngải quật đây. Luật nhân quả nó không bỏ sót cho ai đâu anh chị ạ." Hai vệt đỏ kéo dài cùng ký tự lạ trên đốt sống cổ của Lê Thúy được Phương Thanh khẳng định là bị ngải vật. Tina Tình. Trong cuốn tự truyện của mình ra mắt năm 2012, nữ ca sĩ Tina Tình thẳng thắn kể ra câu chuyện bị kẻ xấu chơi ngải đến mức hao mòn thân xác. Chuyện bắt đầu từ năm 2009, sức khỏe của nữ ca sĩ bỗng dưng sa sút trầm trọng, người không chút sinh khí, đêm không ngủ được vì có cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào cơ thể. Thậm chí có lần diễn trên sân khấu, nữ ca sĩ bỗng dưng bị ngất, phải cần người khiêng vào hậu trường. Với cá tính thẳng thắn, Tina Tình cho biết kẻ hãm hại cô là một diễn viên hàng A, từng làm ca sĩ. Vì tranh vai diễn không thành với Tina Tình mà nữ diễn viên này đã chơi ngải, hãm hại đồng nghiệp. Tina Tình gọi loại ngải mình mắc phải là bùa ngải trà vinh. Sau chuỗi lại các thông tin, thì nữ diễn viên mà Tina Tình tố cáo có thể là Ngô Thanh Vân, song họ Ngô không quan tâm đến tin đồn này. Sau khi được bạc mách nước, Tina Tình đã đi tìm nhà sư để coi mình có bị yểm bùa hay không. Sau 4 lần đi đi về về chữa bệnh với nhà sư, Tina Tình đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại công việc. Để tránh bị yểm bùa lần nữa, người đẹp đã xăm một dòng chữ Hán lên lưng. Tina Tình xăm chữ Hán dọc sống lưng để khai trừ đòn âm. Phía Trường Giang nói gì khi bị ném đá sau sự cố mặt đưa đám? Quản lý Trường Giang cho biết anh chưa xem qua chương trình dẫn tới lùm xùm của Trường Giang nhưng cũng từ chối trả lời sự việc mà dành ý kiến cho phía nhà sản xuất. Tối ngày 29 tháng 3, sau khi tập phát sóng mới nhất của chương trình Mặt nạ ngôi sao lên sóng, Trường Giang đã hứng chịu gạch đá khá nặng nề từ dư luận khi tỏ thái độ không hợp tác với các nghệ sĩ khác trong chương trình, đặc biệt là gương mặt như đưa đám của anh trong suốt tập phát sóng. Khán giả chỉ trích nặng nề thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của nam diễn viên trong chương trình này. Phóng viên Dân Chí đã liên lạc với Trường Giang để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, quản lý của Trường Giang từ chối trả lời sự việc này. Anh nói, bản thân tôi chưa xem sự việc đó, nhưng phía bên tôi cũng không trả lời về vấn đề này. Quản lý của Trường Giang cũng đưa ra đề nghị hãy làm việc với phía nhà sản xuất về sự việc. Thái độ của Trường Giang hoàn toàn đối lập với ban bình luận Thu Trang, Tóc Tiên và Ngô Kiến Huy. Thậm chí khi Thu Trang bò xuống sân khấu để tạo không khí thì Trường Giang vẫn khá dửng dưng. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất chương trình cũng từ chối đưa ra nhận định cụ thể về những gì đang diễn ra trên sóng truyền hình khiến dư luận bức xúc. Những nghệ sĩ làm việc trực tiếp cùng Trường Giang trong chương trình là danh hài Thu Trang cũng xin phép miễn bình luận về sự việc trên. MC của chương trình, ca sĩ Hoàng Rapper lại có chia sẻ khác về những gì khán giả thấy trên sóng, anh nói. Về việc anh Trường Giang trong hoàn cảnh vừa qua, tôi đã dự đoán được rằng anh ấy sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Nhưng tôi hiểu hoàn toàn và thông cảm với anh ấy. Lỗi không phải từ anh Trường Giang. Gặp tôi đặt vào trường hợp như anh ấy, tôi cũng sẽ không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, Hoàng Rapper cũng từ chối chia sẻ lý do cụ thể. Lý do vì sao có chuyện xảy ra như vậy thì lại rất tế nhị, tôi không thể chia sẻ được vì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng khi chúng ta chưa hiểu rõ chính xác chuyện gì đang xảy ra, xin đừng phán xét và kết luận vội vã, tội cho người khác, tội cho chính mình, nam MC cho biết thêm. Mặc dù Hoàng Rapper là người trong cuộc đã lên tiếng bênh vực nam diễn viên, cũng như trước đó một số khán giả cũng cho rằng có nguyên nhân nào đó ảnh hưởng đến cách làm việc của Trường Giang, nhưng những lập luận này cũng không được nhiều ý kiến đồng tình. Số đông bình luận cho rằng đã là nghệ sĩ, khi biểu diễn trước khán giả, phải gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình sang một bên, thể hiện sự tôn trọng khán giả nhiều hơn. Trùng hợp bất ngờ, Nhã Phương thân mật trai lạ Trường Giang câu có trên truyền hình. Phải chăng hành động của Nhã Phương đã khiến Trường Giang câu có khó ở ngay trên sóng truyền hình? Trong một đoạn livestream cuối tuần qua, Nhã Phương khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng khi có cử chỉ thân mật với một chàng trai không phải là Trường Giang. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Cụ thể hơn, Nhã Phương thoải mái để Nguyễn Trần Trung Quân ôm từ phía sau và khuôn mặt trông có vẻ mãn nguyện. Cô còn đưa tay vuốt ve nếu giữ cánh tay đồng nghiệp khác giới. Trên nhiều diễn đàn về ngôi sao, không ít fan đã phản đối hành động này.
Thậm chí nhiều người còn tỏ ra sốc bởi người đàn ông kia không phải là Trường Giang. Điều trùng hợp là trong tập mới nhất của Mặt nạ ngôi sao phát sóng vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, hình ảnh Trường Giang làm giám khảo với khuôn mặt cau có khó ở bỗng nhiên trở thành tâm điểm sự chú ý của khán giả. Không giống với hình ảnh Trường Giang vui tính của những tập trước, ở tập này Trường Giang thể hiện rõ thái độ khó chịu khiến người xem khó hiểu. Biểu cảm của anh trong chương trình làm nhiều khán giả nhầm tưởng anh đang bực bội chuyện gì trong người hoặc có mâu thuẫn với dàn khách mời. Có thể thấy rõ trong suốt chương trình, Trường Giang mang một bộ mặt lạnh lùng khó chịu, ngồi khoanh tay tách biệt mà không có bất kỳ tương tác nào với các đồng nghiệp cùng hàng ghế gồm diễn viên hài Thu Trang, ca sĩ Tóc Tiên và ca sĩ Ngô Kiến Huy. Trong khi Ngô Kiến Huy hay MC Hoàng Rapper đã rất thiện chí cố gắng xua tan không khí nặng nề và gượng gạo do Trường Giang tạo ra bằng cách liên tục chọc vui anh. Nhưng đáp lại, người được xem là ngôi sao truyền hình thực tế chỉ bất đắc dĩ mở miệng với những lời gọn lõn chỏng chơ, không chủ vị, kiểu như đang bực đừng động vào. Nhiều khán giả cho rằng phải chăng anh bực bội vì quán cơm mười khó của mình mới đi vào hoạt động nhưng không được thuận lợi. Nhưng lại càng có nhiều người cho rằng Trường Giang bực bội là vì thấy Nhã Phương cặp kè thân mật cùng chàng trai khác.